Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình có cái chiêu mới giới thiệu cho các bạn. Cái app này nó vui lắm. Mình đi bộ thì nó tính bao nhiêu km. Đi bộ, tập chạy bộ tại nhà nó tính tiền. Cái này vui à. Cái này trò này mới nha. Cái app này là app cho vay tiền, cho vay tín dụng đó, hình như là. Bạn nào muốn chơi cái này thì nhắn mình nhé, mình gửi cái link app qua cho các bạn. Đây mình đang chạy chạy đi bộ tập tại nhà thì nó sẽ tính làm sao, nó có thể tính được cái bộ chân của mình đi bộ ha. Hay thiệt á. Chạy cho các bạn xem. Thì cái chỉ số này là nó đang chạy, là nó tính các trò chơi đó. Khi mà mình đi thì nó sẽ tính những cái bộ đi của mình. Mà làm sao nó có thể tính được hay thiệt. Khi mà mình vừa đi mình vừa cầm điện thoại thì nó sẽ tính các bước đi. Thì khi mà các bước đi này đủ cái điểm số của nó là nó sẽ tính bao nhiêu tiền đó, bao nhiêu ngàn đó, hay là như thế nào đó, mấy ngàn hay 10 ngàn gì đó. Này có thể chơi ở nhà được. Hoặc là đi ra ngoài. Nếu mà đi ra ngoài thì chắc là phải cầm có cái phải có 3G. Thì từ 3G đó nó sẽ tính những cái bước đi của mình.